Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa thông báo về ca tử vong thứ 42 liên quan COVID-19 ở Việt Nam. Bệnh nhân số 3022, nữ, 72 tuổi, có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đã 6 năm, tăng huyết áp, đã tử vong tối qua. 10 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện khó thở, ho tăng dần, không sốt. Bà nhập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh ngày 30 tháng 4 với chẩn đoán viêm phổi nặng, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng huyết áp. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh, thở oxy ngắt quãng, thuốc giãn phế quản. Ngày 4 tháng 5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi bệnh viện ghi nhận bác sĩ mắc bệnh và xét nghiệm toàn bộ, ghi nhận bệnh nhân dương tính. Trong nhóm hơn 10 ca dương tính đầu tiên phát hiện tại bệnh viện, tình trạng khó thở tiến triển tăng hơn, được chuyển điều trị tại khoa cấp cứu và hồi sức tích cực. Hội chẩn quốc gia ngày 16 và ngày 18 tháng 5 xác định tình trạng của bệnh nhân rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân được điều trị tích cực, thở máy, lọc máu liên tục, kháng sinh phổ rộng, kháng virus, chống đông, điều trị hỗ trợ. Tuy nhiên, bệnh nhân đáp ứng với điều trị kém, sốt liên tục, suy đa tạng tiến triển tăng dần. Bà đã qua đời tối ngày 22 tháng 5, chẩn đoán tử vong, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, suy đa tạng trên bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng huyết áp. Đây là ca tử vong thứ 42 do COVID-19 tại Việt Nam, là ca thứ 6 trong đợt này. Đáng chú ý, tại các bệnh viện hiện còn gần 20 bệnh nhân nặng, một số có tiên lượng tử vong cao.